Nguyễn Hiếu và Thanh Phi xin gửi lời chào đến quý khán giả đang theo dõi chương trình Người đưa tin 24 giờ chiều nay của Đài Truyền hình Vĩnh Long. Chương trình chiều nay sẽ có những thông tin đáng chú ý sau đây, chúng ta hãy cùng điểm qua. Sạt lở gây ách tắc giao thông trên quốc lộ tại Hòa Bình. Cá voi xuất hiện nhiều lần trên vùng biển Cô Tô. Làm rõ vụ nổ trong hầm chung cư tại Bình Dương. Tìm hiểu nghề làm khô lịch cũ ở Cà Mau. Phố lồng đèn ở thành phố Hồ Chí Minh nhộn nhịp mùa trung thu. Sáng nay tại Hà Nội xảy ra mưa lớn khiến nhiều tuyến đường ngập sâu. Mưa ngập đúng thời gian cao điểm buổi sáng khiến giao thông bị ảnh hưởng. Ghi nhận tại các tuyến đường như Phạm Hùng, Nguyễn Đức Cảnh, Đại lộ Thăng Long xảy ra tình trạng ngập sâu khiến xe cộ không thể di chuyển. Một số tuyến đường như Trần Bình, Bùi Xương Trạch, Nguyễn Trãi, Tô Hiệu cũng ngập nặng. Tới 9 giờ 30 phút, trời vẫn tiếp tục mưa lớn. Theo ứng dụng quan trắc của công ty thoát nước Hà Nội, sáng nay lượng mưa đo được tại thành phố có nơi lên đến hơn 100mm, như tại Yên Nghĩa, Hà Đông là 109mm. Các khu vực khác ghi nhận lượng mưa từ 30 đến 80mm. Khi lưu thông đi lại trong những ngày mưa lũ thì người dân nên hết sức cẩn thận để đảm bảo an toàn. Chiều nay, lực lượng chức năng tỉnh Bình Phước vẫn đang tổ chức tìm kiếm một nam thanh niên bị nước lũ cuốn trôi khi lưu thông qua cầu trên suối. Nạn nhân được xác định là anh TQH, 25 tuổi, ngụ xã Phước Sơn, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước. Gia đình cho biết khoảng 4 giờ sáng nay, anh H điều khiển xe máy chở theo một người lưu thông từ thôn 5 xã Phước Sơn hướng ra đường tỉnh 755. Khi đến giữa cầu qua suối Đắc Tơ, thời điểm này do trời mưa lớn, nước tràn qua cầu, chảy xiết, khiến phương tiện bị ngã. Cả anh H và xe máy bị cuốn xuống suối mất tích. Người đi cùng kịp nhảy xuống xe nên thoát nạn. Nhận tin báo, lực lượng chức năng đã đến hiện trường tìm kiếm nạn nhân. Do suối Đắc Tơ khá rộng, có nhiều khúc cua ngoằn ngoèo, nước lại chảy xiết, nên công tác tìm kiếm gặp nhiều khó khăn. Trong hôm qua và sáng nay, trên địa bàn tỉnh Hòa Bình xảy ra mưa lớn gây sạt lở nhiều đoạn đường. Trong đó nghiêm trọng nhất là khu vực Dốc Cun trên quốc lộ 6, đoạn qua thành phố Hòa Bình và huyện Cao Phong. Khoảng 7 giờ sáng nay, tại khu vực nói trên 1.000 mét khối đất đá từ phía ta luy dương bất ngờ sạt lở, tràn ra quốc lộ 6 gây ách tắc. Thời điểm trên, có nhiều phương tiện lưu thông qua đây, rất may không gặp nguy hiểm. Ngay sau khi sự cố xảy ra, lực lượng chức năng đã điều nhân lực và máy móc đến xử lý khắc phục. Đến trưa cùng ngày, lượng đất đá sạt lở đã được xử lý, các phương tiện cơ bản đã lưu thông qua lại được khu vực này. Còn tại Hà Tĩnh, cũng do mưa lớn xuất hiện những ngày qua đã khiến tuyến quốc lộ 8A lên cửa khẩu quốc tế Cầu Treo bị sạt lở nghiêm trọng. Lực lượng chức năng đã quy động nhân lực, máy móc, phương tiện để đảm bảo lưu thông trên tuyến. Đây là đoạn km 82 750 nằm trên tuyến quốc lộ 8A. Do mưa lớn kéo dài trong những ngày qua đã gây sạt lở mái ta luy dương, làm hơn 1.000 khối đất đá đổ xuống quốc lộ 8A, khiến đường đi cửa khẩu quốc tế Cầu Treo, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh bị chia cắt. Ban quản lý dự án 4 đã phối hợp với các đơn vị quy động hai máy xúc thường trực trên tuyến để thu dọn đất đá, đảm bảo lưu thông. Sau thời gian nỗ lực khắc phục, quốc lộ 8A đi lên cửa khẩu quốc tế Cầu Treo đã được thông tuyến trở lại. Do mưa lớn hai ngày qua, nước lũ từ thượng nguồn đổ về đã cuốn trôi khoảng 700 con heo của một trang trại nuôi tập trung ở xã Thanh Sơn, huyện miền núi Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa. Sáng nay, Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Như Xuân cho biết, phòng chuyên môn phối hợp cùng chính quyền địa phương, chủ doanh nghiệp đã và đang triển khai việc khắc phục hậu quả do mưa lũ gây ra đối với trang trại nuôi heo của công ty trách nhiệm hữu hạn Phát triển Nông nghiệp Như Xuân, đóng tại bản Hóng Tỉnh, xã Thanh Sơn. Trang trại này là một trong những đơn vị nuôi heo lớn nhất huyện Như Xuân, với quy mô khoảng 8.500 con. Trong hai ngày qua, mưa lớn tại địa phương kèm theo lũ từ thượng nguồn đổ về đã cuốn trôi khoảng 700 con heo, trọng lượng trung bình khoảng 60kg một con ra khỏi trang trại. Ngay sau khi xảy ra vụ việc, đại diện trang trại, chính quyền địa phương cùng Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Như Xuân đã tuyên truyền vận động người dân khi bắt được heo bị sổng ra ngoài, trao trả lại cho trang trại. Đến sáng nay, người dân xã Thanh Sơn và xã Thanh Xuân lân cận đã bắt, tự nguyện trao trả lại 60 con heo cho trang trại nuôi nhốt chăm sóc. Môi trường biển nhiều nơi đang có những tín hiệu phục hồi tích cực, như là tại vùng biển Cô Tô, tỉnh Quảng Ninh. Những ngày gần đây, người dân ghi nhận có khoảng 4 đàn cá voi nhiều lần tới kiếm ăn và có đàn ở lại nhiều ngày. Trong quá trình đi đánh bắt trên biển, nhiều ngư dân đã quay lại được hình ảnh những đàn cá voi từ 3 đến 5 con trồi lên mặt biển.
Chúng kiếm ăn và bơi lội cả tiếng đồng hồ ở vùng biển Đầu Trâu và bãi đá Móng Rồng, cách đảo Cô Tô lớn khoảng 700 mét. Theo ngư dân mô tả, có những con cá voi dài gấp đôi bè mảng của họ. Tháng 9 là thời điểm các loài cá sinh sản. Biển Cô Tô có nhiều đàn cá con nên thu hút cá voi đến kiếm ăn. Cũng trong thời gian gần đây, ghi nhận có nhiều sinh vật biển quý như rùa, cá heo, hải âu, vít xuất hiện tại vùng biển này và được ngư dân ghi lại hình ảnh. Việc các sinh vật biển kéo nhau về vùng biển Cô Tô được cho là nhờ trong thời gian qua, địa phương này đã kiên quyết thực hiện đề án Cô Tô không rác thải, yêu cầu người dân du khách không sử dụng túi ni lông, dụng cụ nhựa sử dụng một lần. Cùng với đó là các chiến dịch ra quân làm sạch biển và mạnh tay ngăn chặn việc đánh bắt tận diệt hải sản. Từ đó đã tạo nên môi trường biển sạch an toàn. Tiếp theo chương trình Người đưa tin 24 giờ hôm nay là những thông tin đáng chú ý sau. Làm rõ vụ nổ trong hầm chung cư tại Bình Dương. Tìm hiểu nghề làm khô lịch cũ ở Cà Mau. Phố lồng đèn ở thành phố Hồ Chí Minh nhộn nhịp mùa trung thu. Sáng nay, một vụ tai nạn giao thông giữa xe container và xe máy đã xảy ra trên quốc lộ 51, đoạn qua tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, khiến một người đàn ông tử vong tại chỗ. Vào khoảng 6 giờ 45 phút sáng nay, xe container do anh Danh Giàu, sinh năm 1981, ngụ tỉnh Sóc Trăng điều khiển, lưu thông trên quốc lộ 51, hướng từ huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai, về thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Khi đến khu phố Bến Đình, phường Mỹ Xuân, thị xã Phú Mỹ, thì xe container va chạm với xe máy do ông DVV, sinh năm 1963, ngụ tỉnh Hà Tĩnh điều khiển, đang lưu thông cùng chiều. Cú va chạm mạnh khiến ông V tử vong. Nguyên nhân vụ tai nạn đang được điều tra làm rõ. Liên quan đến sự cố cháy nổ, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an tỉnh Bình Dương vừa có thông tin về đoạn clip ghi lại cảnh một vụ nổ dưới hầm một chung cư tại thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương. Theo hình ảnh từ camera hành trình trên xe ô tô của một người dân ghi lại, vào khoảng 20 giờ tối qua, khi chiếc xe đang di chuyển vào vị trí bãi đổ dưới hầm chung cư nói trên, thì bất ngờ bóng đèn chiếu sáng trên trần phát nổ, bốc khói. Tài xế ô tô lo sợ cháy nên cho xe lùi lại, rời khỏi hầm chung cư. Do khói bao trùm khu vực dưới hầm chung cư nên cư dân hoảng loạn bỏ chạy. Thời điểm xảy ra sự cố, hệ thống phun nước chữa cháy tự động tại đây không hoạt động. Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an tỉnh Bình Dương cho biết, hệ thống báo cháy tại chung cư này hoạt động bình thường. Do ban quản lý không sử dụng hệ thống chữa cháy bằng nước nên nước không phun. Đồng thời, bóng đèn chỉ nổ rồi tắt, không xảy ra cháy. Công an thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang đang tạm giữ Quỳnh Văn Tâm, ngụ quận Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ, để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản. Đây là đối tượng đã thực hiện nhiều vụ trộm cắp ở miền Tây và đã có 2 tiền án. Theo điều tra ban đầu, Tâm thuê trọ tại thành phố Hồ Chí Minh. Đêm 26 tháng 9, Tâm đi xe khách từ bến xe miền Tây, thành phố Hồ Chí Minh, đến địa bàn xã Phú Nhuận, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang. Đến khoảng 1 giờ ngày 27 tháng 9, Tâm cải dách tôn, đột nhập vào một tiệm lạp xưởng tại xã Mỹ Thành Nam, huyện Cai Lậy, lấy trộm 4 điện thoại di động. Sau đó, Tâm đón xe khách về lại thành phố Hồ Chí Minh. Khi đến địa bàn xã Nhị Quý, thị xã Cai Lậy, Tâm bị lực lượng trinh sát khống chế, bắt giữ cùng tang vật. Tại cơ quan công an, Tâm khai nhận đã thực hiện nhiều vụ trộm khác ở miền Tây. Theo cơ quan công an, Tâm đã có 2 tiền án về cùng tội danh. Huyện Mỹ Tú là địa phương có diện tích trồng bồn bồn nhiều nhất tỉnh Sóc Trăng. Cây bồn bồn đã mang lại nguồn thu nhập ổn định cho nhiều nhà nông. Bên cạnh đó thì còn giải quyết việc làm cho nhiều người với công việc nhổ bồn bồn thuê. Bà Tô Thị Nga ở xã Mỹ Thuận, huyện Mỹ Tú, tỉnh Sóc Trăng không có đất sản xuất, không nghề nghiệp nên khi vào mùa thu hoạch bồn bồn, bà Nga đi nhổ thuê để có tiền trang trải cuộc sống. Tiền công ký được 7.000. Nhổ bữa được trăm mấy vậy. Đi sớm thì được nhiều, đi trễ thì hơi ít. Công việc nhổ bồn bồn tương đối vất vả, phải dầm mưa dãi nắng, ngâm mình trong nước nhiều giờ. Tiền công được tính theo số lượng thành phẩm tươi thu được. Mình lặt xong xuôi gì nè. Cái ta đem lại ta căng. Căng này ký 7.000 gì nè. Ta nhổ được có 6 tháng hả? 6 tháng kia tháng hạn là đâu có bồn bồn. Hiện nay, đa phần lực lượng nhổ bồn bồn thuê là những người lớn tuổi, không có việc làm ổn định. Tuy có phần vất vả, nhưng đây là công việc giúp nhiều bà con có thêm thu nhập trang trải cuộc sống. Nói đến các loại đặc sản thì tỉnh Cà Mau là nơi được thiên nhiên ưu ái ban tặng nhiều sản vật mà ít nơi nào có được. Trong đó, khô cá lạc hay còn gọi là lịch cũ là món ăn được nhiều người ưa chuộng.
Chị Võ Thị Đào được sinh ra ở vùng đất Trụ Phú, Sản Vật thuộc xã Diên An, huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau. Nhiều lần được ăn lịch cũ, chị trăn trở cách biến sản vật này thành đặc sản để đi xa hơn, được nhiều người biết đến hơn. Ban đầu chị thử làm một ít khô lịch cũ, về sau nhiều người biết đến đặc sản lịch cũ một nắng của chị nên đặt hàng. Từ đó chị mở rộng quy mô sản xuất, thuê thêm nhiều nhân công. Cái mặt hàng cá lạc một nắng này thì giá thành kinh tế nó cũng rất là cao. Thì cái giá một nắng này nó dao động từ 600, 700 cho tới 1 triệu mốt một ký. Thì đối với cá lạc một nắng này thì hiện nay mỗi một tháng thì cơ sở thu gom từ tầm khoảng cả 10 đến 20 ký trong một con nước, gồm có là mỗi một tháng gồm có hai con nước, đó là nước 30 và con nước gầm. Thì đối với cá này thì thu mua từ của các cách dựa cũng như là đóng đáy hàng khơi và cái những cái tiểu thương người ta câu. Còn đối với cá này thì mình mua về xong thì mình sẽ gạch cái đường bụng. Cá này nó cũng rất là dễ làm. Gạch cái đường bụng như gì? Gạch dài lên. Rồi bắt đầu là móc hết cái đường ruột ở trong ra. Rồi bắt đầu rửa cho thiệt là sạch. Rồi bắt đầu mình móc, mình phơi như gì? Phơi xong như gì? Phơi xong tầm khoảng một nắng. Rồi là chúng ta sẽ bỏ vào bọc và ép chân không và dán nhãn để là mình thành phẩm để mình đưa ra thị trường. Lịch cũ có hình dáng giống con lịch, con lươn nhưng dài hơn. Loài này sống ở vùng ven các cửa sông hoặc các bãi bồi, ven biển. Lịch cũ được người dân đánh bắt nhiều từ tháng 9 đến tháng 11. Giá lịch cũ tươi dao động từ 450 đến 600 ngàn đồng một ký tùy kích cỡ. Thịt lịch cũ thơm, béo, chế biến được nhiều món ngon như kho nghệ, nấu canh chua, xào sả ớt. Ngon nhất là lịch cũ một nắng nướng than hoặc chiên ăn kèm với rau sống. Thưa quý vị, những ngày gần đây khi Trung thu cận kề, phố Lồng Đèn Lương Nhữ Học, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh lại náo nhiệt bởi hoạt động buôn bán tấp nập. Sau đây là những hình ảnh vừa được chương trình ghi nhận tại tuyến phố này. Cả con phố trở nên rực rỡ nhờ hàng trăm loại lồng đèn với mẫu mã và kích thước đa dạng phong phú. Không khí mua bán những ngày cận Tết Trung thu càng thêm nhộn nhịp. Theo ghi nhận, từ khoảng 18 giờ hàng ngày, nơi đây thu hút rất đông khách, đặc biệt là các bạn trẻ. Nhiều người đến đây để tham quan, mua sắm và lưu lại khoảnh khắc đẹp bên những chiếc lồng đèn. Ngoài ra, khi đến với phố Lồng Đèn Lương Dữ Học, du khách còn được thưởng thức những món ăn ngon. Với mong muốn quảng bá nét đẹp truyền thống đặc trưng của hai nước Việt Nam và Hàn Quốc đến với du khách quốc tế nhân dịp Tết Trung thu, mới đây, tại khu vực công cộng của sảnh ga đến nhà ga quốc tế sân bay Đà Nẵng đã tổ chức chương trình Ánh Trăng Giao Quà với nhiều hoạt động giao lưu văn hóa thú vị hấp dẫn. Chương trình Ánh Trăng Giao Quà bắt đầu từ 18 giờ đến 19 giờ, diễn ra từ ngày 27 đến ngày 29 tháng 9, sôi nổi với các tiết mục mang đậm nét truyền thống của hai nước Việt Hàn, như múa quạt Hàn Quốc, nhảy sạp trong trang phục truyền thống, múa chú cụi chị Hằng và đặc biệt là màn trình diễn múa lân sư rồng đặc sắc đã thu hút đông đảo du khách đến xem. Tôi thật sự bất ngờ khi xem màn trình diễn lân sư rồng này và tôi cảm thấy được chào đón nồng nhiệt khi đến thành phố Đà Nẵng. Lần đầu tiên đến đây, ngay khi vừa đặt chân xuống sân bay, đã có sự kiện tuyệt vời như thế này dành cho du khách, khiến tôi cảm thấy người Đà Nẵng rất thân thiện và ấm áp. Bên cạnh đó, nhà ga còn tái hiện sinh động các hoạt động văn hóa truyền thống thông qua các gian hàng, gồm gian hàng bánh kẹo, gian hàng nghệ nhân trình diễn nhào nặn tò he, gian hàng qua giấy từ làng nghề 300 năm tuổi xứ Quế và gian hàng biểu diễn nghệ thuật vẽ mặt nạ truyền thống của Việt Nam và Hàn Quốc. Tại đây, du khách không chỉ được trải nghiệm mà còn được tặng quà Trung thu ý nghĩa. Sáng nay, hàng trăm du khách kéo về viện Hải Dương Học Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa để tận mắt chứng kiến màn trình diễn múa lân dưới nước đặc sắc lần đầu tiên được tổ chức tại đây. Màn trình diễn được thực hiện bởi các thợ lặn mặc những bộ trang phục rực rỡ, tung tăng giữa vô vàn các sinh vật biển. Mỗi lần trình diễn múa lân kéo dài trong khoảng 20 phút, được thực hiện luân phiên trong vòng 1 tiếng đồng hồ. Để thực hiện được màn trình diễn múa lân dưới nước, các thành viên đội lân sẽ phải mặc các bộ quần áo chuyên dụng, sau đó mặc đồ múa lân bên ngoài. Mỗi thành viên sẽ được trang bị bình dưỡng khí, bên cạnh đó sẽ đeo vào người khoảng 10 kg chì để dễ dàng lặn sâu xuống dưới đáy và thực hiện màn trình diễn. Thành viên của đội lân này cho biết khó khăn lớn nhất để thực hiện màn múa lân là phải giữ thăng bằng khi phải vừa lặn vừa biểu diễn. Thưa quý vị, thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Người đưa tin 24 giờ hôm nay của Đài Truyền hình Vĩnh Long. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi chương trình. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.